móc ra, móc ra, móc ra. Rồi. Đang hình ảnh nè. Dũng ơi, Dũng ơi. Lại Dũng ơi. Dạ sớm con coi dạ ngang ngang xà lan mình đó. Dạ câu quá nha. Thôi con đây về thôi. Thôi, quay đi. Trời ơi, nói đậu lên nó có gì đâu mà. Quay đi. Xịt keo hay quá. Vì lẽ nó già dính vô rồi. Tôi nói là dùng từng đây. Thì già sớm nha, con coi già ngang ngang xà lan mình đó. Rồi con đang chạy về nè. Trời đi, nói đi, nổ lên nó có gì đâu mà. Rồi. Băng ông già vòng vòng đó sao mà văng lên rồi nghe dương mượn nó nấu lên ngang nghe chỗ kèm á châu đang châu dài xuống rồi sao băng nó không chết sáng nữa mà đợi công an chết thì biết đâu đang đóng đó lục bình ra lục lửa đám rồi dương mượn điện xuống. Tuyên bố là chắc định là anh không có phạm tội luôn ha. Tôi tuyên bố không, cái chuyện đó để của cơ quan nhà nước, mình không tuyên bố thẳng. Cơ quan nhà nước ta vô cột. Để người ta chứ mình ra. Không có thể nói thẳng. Mình nói thẳng là mình nó quá ỷ lợi rồi. Em nói thẳng thằng Asin. Tài sản của nó, vợ nó gom đủ 5 tỷ chơi em cái. Nếu em có tù tội, nó cứ lấy tài sản của em. Còn em không tù tội, em lấy tài sản của nó trị giá 5 tỷ. Thì theo em nhiều cả tháng nay thì trên mạng xã hội xôn xao vì cái vụ mà nói là anh Tuấn sát hại vợ như vậy, nhưng anh Tuấn nghĩ như thế nào? Theo anh thường Tuấn, anh đợi cho bên cơ quan công an lên làm việc. Rồi theo người ta nói gì anh có buồn không? Mình từng vợ, bên vợ nó cho em vô được. Là nó mẹ cho về được là em chắc cảm ơn. Còn mà câu cuối cùng bà đuổi em á, câu đó là để từ từ sau đi em giải quyết. Bữa nay mà từng vợ năm thắt mà em về đốt nhang vợ được em cũng rất vui. Nhưng anh có sao gì? Bà đuổi em đuổi, còn chuyện mà cơ quan nhà nước đàng hoàng thì không biết ai đuổi ai chưa biết nữa. Cứ câu la nó thẳng với thằng Asin nè. Em nói thẳng thằng Asin. Tài sản của nó, vợ nó gom đủ 5 tỷ chơi em cái. Nếu em có tù tội, nó cứ lấy tài sản của em. Còn em không tù tội, em lấy tài sản của nó trị giá 5 tỷ chơi với em. Nó thẳng thằng Asin. Bữa nay em về á là chủ yếu câu đợi cho nó lên, là kêu công an không cho nó vô nhà đó. Mà nó không lên. Còn nếu muốn bản lãnh số điện thoại em nè, ghi đi, anh cứ ghi 0824118849, kêu anh xin điện thẳng tôi. Nếu tôi tù tội, có tội gì phạm tội, tôi chờ một cái 5 tỷ, tài sản tôi nè, với xà lan có nè, điện đi, 5 tỷ có, còn nó bên vợ với nó vậy đủ tài sản 5 tỷ chở tôi đẩy nó cái,
trên 5 tỷ. Nếu tôi phạm tội á, lý do sao mà anh lại tại thằng Xin nó nguyên cố, nó tôi phải phạm tội 99% là nếu tôi phạm tội nó còn ở Việt Nam, nếu tôi phạm tội nó bỏ đi nước ngoài, nó đi đâu đi không sống Việt Nam. Nếu nó có bản lãnh điện thoại số của em đó vừa ghi đó, điện trực tiếp em ngày mai kêu luật sư công an lỡ ký cái 1/5 tỷ, em phạm tội em chỉ giá đưa 5 tỷ cái bụp. Còn tài sản nó gom á, nếu mà nó quyền sở hữu có được 5 tỷ chơi với em, em chơi thách đấu với người Xin 5 tỷ, em phạm tội em đưa 5 tỷ. Còn nó phạm tội, nếu em không có tội cứ đưa em 5 tỷ. 5 tỷ đó là em hứa đem vô chùa cho vợ em cái chùa Hòa Hảo 1 tỷ, còn cho cộng đồng mạng xã hội anh em này kia 1 tỷ, còn nhiêu em xây mộ tại vợ em nguyên ước. Nếu á, nó sống nó phải lập giường, còn 2 tỷ em làm mua cái giường cho vợ em, em mua cái đất của vợ bày vợ lại là em xây cái nguyên quỳnh đại lại là phải lập cái giường cho vợ em. Nếu nó cam đoan nó dám chơi em á, tài sản của nó chung đi 5 tỷ, em 5 tỷ chơi nó. Nó thắng nhân Xin đi. Nhưng mà em tính nè, cam đoan cái gì anh? Thì cam đoan nó em bị tội á, nếu em có tội thì nó bỏ đi nước ngoài, bỏ đi xứ khác không ở Việt Nam. Nếu em không có tội. Nhưng mà cái thông tin đó anh biết thằng Xin nó lên mà, Xin đăng luôn mà. Nó cam đoan 99% em phải có tội. Nếu em có tội thì nó ở Việt Nam, không tội nó bỏ đi nước ngoài, không sống Việt Nam. Giờ em lên một câu này, em nói thẳng, thằng Xin muốn bản lãnh á, tài sản của nó, vợ nó, dòng họ nó gom 5 tỷ chơi em. Tài sản em về xà lan khoảng 5 tỷ giữ, em chơi nó 5 tỷ, 10 tỷ có. Mà em chơi 5 tỷ, nếu em phạm tội thì em sẵn sàng đưa cho chuyển khoản cho 5 tỷ. Còn nếu em không có, kêu gom tài sản đủ đi, mơ kêu luật sư công an này kia chơi với em cái 1, đủ 5 tỷ chơi em. Còn tài sản nó đâu cầm đâu, vợ nó, mẹ nó tùm lum chứ. Nếu bản lãnh á, Xin á, đủ 5 tỷ chơi em. Rồi hổng dài như vậy anh Tấn ơi, công an chuyện làm anh có chắc chở như... Không không, bình thường không? Còn mấy đứa đăng đầu lao à. Anh cũng đang làm bình thường ha. Bình thường, đang nhận gạo bánh bắt tôm kìa. Xà lan em nhận bánh Kho Văn Minh á, muốn ai muốn kiếm qua trực tiếp qua Kho Văn Minh. Đang nhận được 400 rồi, nghỉ lễ qua hai tay nhận nữa. Mấy anh em cứ nói thẳng thằng Xin nó bản lãnh á, tôi cầm tài sản 10 tỷ mà tôi để lên 5 tỷ, còn 5 tỷ tôi chơi thẳng đó. Tài sản của nó gom đi, tài sản chung của nó, vợ nó, bà già nó gom đủ 5 tỷ, tôi nó mướn luật sư ký cái bập. Tôi có phạm tội tôi đưa 5 tỷ liền, còn tôi không phạm tội 5 tỷ tôi đưa nó cái bập. Anh tuyên bố là chắc định là anh không có phạm tội luôn ha? Tôi tuyên bố không, cái chuyện đó để của cơ quan nhà nước, mình không tuyên bố thẳng. Cơ quan nhà nước ta vô cột chứ mình không có thể nói thẳng. Mình nói thẳng là mình nó quá ỷ lội rồi. Em thách đấu thằng này Xin thẳng, nó tuyên bố em coi là anh tội 99%. Nếu em có tội thì nó ở Việt Nam, không tội nó đi bỏ xứ Việt Nam. Bây giờ em tuyên bố thẳng thằng này Xin nó có bản lãnh tài sản được 5 tỷ chơi với em. Tài sản giờ nè, giấy xà lan có nè. Em điện cái bật, năm tỷ giữ có nè. Được rồi, anh Tuấn ơi, anh nói gì được rồi. Nói Xin nè, thẳng Xin á. Anh Tuấn ơi, tài sản của thằng Xin á, bên vợ nó với nó cầm quyền được 5 tỷ chơi với em. Đó tôi nói cũng xui đó, 12 giờ ta ngủ chứ không bật cái chuồng, cái nghe nào chẳng có chuồng lạ nó âm. Chứ bây giờ mình ra thôi. Ngay chân của đó là anh già tao chị đẹp, chạy xuống cơm trước lên chuồng, chị ông chị đủ. Ngay lúc đó không có chuồng nghe nghe nghe. Chị không phải nói thật mà, nói chuồng một tiếng nào, chưa thấy chiếc nghe. Cái đó cũng nhiều lần. Tôi ra cho em. Chú Quỳnh ơi, cho em hỏi á, là cái Quỳnh làm cái kho cám này lâu chưa Quỳnh? Lâu rồi, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm luôn hả? Ví dụ như cái sự việc gì Quỳnh cũng có một chứng kiến, ví dụ như là lúc đó là Quỳnh là ví dụ như đúng 12 giờ có trình báo công an đúng không? Ừ, rồi bắt đầu trình báo vậy đó mình mới biết. Lần coi lại là thấy là 12 giờ khi á. Ờ giờ có anh Trường Cào cũng như có tiếng nhà cũng chứng kiến sự việc nó không có lục bình, không có nghe gì hết. Có đi hoài không? Không theo đâu. Sao mà ngầu, nó chuyện cơ mà mệt quá. Lỗi, lên đây đi.
mở lo chứ hả? Giờ tới 10 giờ tới 12.